trong nhiều năm qua, Ban thư ký Hội sinh viên thành phố duy trì tổ chức hội thi thủ lĩnh sinh viên thành phố Hồ Chí Minh 2 năm một lần là một giải pháp hiệu quả trong công tác xây dựng Hội sinh viên Việt Nam vững mạnh, đồng thời là sân chơi dành cho cán bộ đoàn hội giữ chức vụ từ ủy viên ban chấp hành chi hội, chi đoàn, ban chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội nhóm trực thuộc trở lên, thành viên ban vận động thành lập Hội sinh viên Việt Nam trường của các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn thành phố. Đây là dịp để kiểm tra, đánh giá thái độ, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ hội cơ sở, qua đó xây dựng nội dung đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng phù hợp cho đội ngũ cán bộ hội thành phố, tạo điều kiện để cán bộ hội cơ sở giao lưu, học hỏi, rèn luyện, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị. Thông qua hội thi, kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ cán bộ hội các cấp. Trở lại sau thời gian tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, sáng ngày 8 tháng 5 năm 2022, tại Nhà văn hóa sinh viên thành phố cơ sở khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Ban thư ký Hội sinh viên thành phố tổ chức chương trình khai mạc và vòng loại hội thi với tên gọi Thủ lĩnh trí lực song hành, thu hút 802 thí sinh đến từ 39 đơn vị tham gia. Ngay sau khi khởi động, các thí sinh làm bài thi bằng thiết bị thông minh trên chuyên trang của ban tổ chức tại địa chỉ http://thanhniên.thanhphochiminh.vn. Về kiến thức chung trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, kiến thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, về thành phố Hồ Chí Minh và các câu hỏi về khả năng tư duy. Hội thi năm nay diễn ra cùng thời điểm với hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần 4 năm 2022 do Ban thư ký Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức. Do vậy, các vòng thi cũng được thiết kế lồng ghép, đảm bảo hiệu quả để lựa chọn ra những thí sinh tiềm năng và xuất sắc nhất. Chính vì những cái ý nghĩa quan trọng đó mà hội sinh viên trường luôn đặt hội thi như là một cái nội dung trọng tâm trong năm học, và chúng tôi cũng đã có những cái sự chuẩn bị hết sức bài bản từ cấp chi đến cấp trường, và song song với việc là chúng tôi cũng lồng ghép như đây là một cái tiêu chí đánh giá cán bộ, cùng với việc là chúng tôi đã đưa cái nội dung này vào trong chương trình rèn luyện hội viên. Chính vì thế khi mà Trung ương hay là thành phố phát động hội thi thủ lĩnh sinh viên toàn quốc hay là thủ lĩnh sinh viên thành phố Hồ Chí Minh thì Hội sinh viên Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cái đơn vị có số lượng hưởng ứng rất là đông đảo. Kết thúc vòng loại, 100 đồng chí cán bộ đoàn hội xuất sắc nhất vòng loại đến từ 24 cơ sở đoàn hội có kết quả phần thi kiến thức phần thi cấp trường hội thi thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần 4 năm 2022 và phần thi kiến thức vòng loại hội thi đạt chuẩn thể lực và đảm bảo tham gia các hoạt động đồng hành của hội thi, tiếp tục tham gia vòng bán kết 1. Vòng bán kết 1 hội thi với chủ đề Hội sinh viên trong tim tôi đã được diễn ra trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội TikTok từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 năm 2022. Ban tổ chức hội thi tập huấn chuyên đề sáng tạo video clip trên mạng xã hội TikTok hiệu quả và chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền hoạt động đoàn hội trên mạng xã hội TikTok cho các thí sinh. Ban tổ chức hội thi đã nhận được 94 video clip dự thi đến từ 93 thí sinh đa dạng sáng tạo với 3 chủ đề: khát vọng sinh viên chung tay xây dựng thành phố Bác, thông điệp từ thủ lĩnh sinh viên gửi đại hội đoàn, thủ lĩnh thế hệ Z sống tích cực, truyền cảm hứng. Sau khi đăng tải trên mạng xã hội TikTok bằng tài khoản Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, các thí sinh đã vận động người dùng mạng xã hội, hội viên, sinh viên bình chọn với hàng trăm nghìn lượt xem và hàng chục nghìn lượt bình chọn. Em rất là thích phần thi video clip TikTok này bởi vì đây là lần đầu tiên mà em được trải nghiệm thực hiện một chiếc video trên một nền tảng hoàn toàn mới như vậy. Và cũng thật là may mắn khi mà video clip của em được lên xu hướng với hơn 60.000 lượt xem. Em tin rằng những cái nội dung tuyên truyền và đại hội đoàn của em trong video clip TikTok có thể được lan tỏa nhiều hơn đến các bạn hội viên sinh viên thành phố. Em nghĩ rằng sau cuộc thi này em sẽ tăng cường ứng dụng thêm phương thức này tại đơn vị của mình để tạo nên một cái làn sóng mới trong công tác hội và phong trào sinh viên của trường. Từ kết quả bình chọn trực tuyến, kết quả đánh giá của ban giám khảo và nguyên tắc chọn thí sinh, 50 đồng chí cán bộ đoàn hội có điểm tích lũy vòng loại và vòng bán kết 1 cao nhất đến từ 22 cơ sở đoàn hội tiếp tục tham gia vòng bán kết 2. Với chủ đề dự án thủ lĩnh, vòng bán kết 2 được diễn ra từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 8 tháng 6 năm 2022 tại các trường đại học trên địa bàn thành phố. 50 thí sinh được bốc thăm ngẫu nhiên, chia làm 5 nhóm, mỗi nhóm 10 thí sinh, tổ chức các chương trình, hoạt động theo chủ đề liên quan đến công tác hội và phong trào sinh viên. Mỗi nhóm được Ban thư ký Hội sinh viên thành phố mời 2 đồng chí là cán bộ đoàn hội chủ chốt hoặc nguyên là thường trực hội sinh viên các trường làm huấn luyện viên định hướng, hỗ trợ và đồng hành với nhóm trong suốt thời gian diễn ra phần thi để
để theo dõi, đánh giá các thành viên của nhóm. 5 nhóm đã tổ chức 5 chương trình, hoạt động bao gồm hoạt động Hội nghị Quốc hội sinh viên gắn với chủ đề Sinh viên vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức tác phong, chuỗi hoạt động Khơi nguồn sáng tạo, chuỗi hoạt động tình nguyện Gọi ước mơ xanh màu áo mới gắn với chủ đề Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chương trình ASEAN Youth gắn với chủ đề Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế và Ngày hội hỗ trợ sinh viên nâng cao sức khỏe toàn diện The Fiesta of Euphoria năm 2022 gắn với chủ đề Tư vấn hỗ trợ sinh viên. Các hoạt động đã thu hút hơn 2.000 hội viên, sinh viên tham gia trực tiếp, thu hút hơn 1.102.000 người tiếp cận và tương tác trên mạng xã hội Facebook, hơn 70.600 lượt xem và tương tác trên mạng xã hội TikTok. Đối với em, phần thi dự án thủ lĩnh vừa là một cơ hội, vừa là một thách thức. Là cơ hội là bởi vì chúng em có thể học hỏi lẫn nhau, thông qua đó tăng cường sự kết nối và tính hữu nghị hội sinh viên của các trường. Dù vậy, thách thức đó chính là đôi khi chúng em rất khó để tìm được những cái tiếng nói, những cái quan điểm chung. Dù vậy, đến cuối cùng, vì một mục đích, vì một lý tưởng chung, đó chính là sự thành công của chương trình. Vì vậy, chúng em đã tìm được những quan điểm mà có thể thống nhất lẫn nhau. Chúng em tin rằng thông qua hội thi lần này, chúng em sẽ trưởng thành hơn trên con đường công tác hội của chính mình. Trải qua vòng bán kết 2 đầy thử thách tại hội thi thủ lĩnh sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, mình nhận ra rằng ngoài kết quả của việc tổ chức chương trình thì chúng mình còn có những tình bạn kéo dài sau chương trình, và đây sẽ là nền tảng quan trọng để mỗi trường cùng phối hợp với nhau tổ chức nhiều sân chơi hơn nữa cho sinh viên toàn thành trong tương lai. Sau các hoạt động, các thí sinh tự đúc kết quá trình tham gia tổ chức hoạt động và giá trị mang lại cho thí sinh thông qua những chia sẻ truyền cảm hứng trên trang cá nhân. Các nhóm thí sinh tiến hành đánh giá kết quả tham gia của các thí sinh và ban tổ chức tiến hành đánh giá thông qua hệ thống các tiêu chí đặt ra đối với mỗi chương trình, hoạt động. Qua đó đã lựa chọn được 12 thí sinh có điểm tích lũy cao nhất tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết xếp hạng. Với vai trò là huấn luyện viên của vòng bán kết 2, thì nhiệm vụ chính của mình đó là dẫn dắt, kết nối và truyền lửa bản thân mình từng bước ra từ hội thi thủ lĩnh sinh viên toàn quốc. Mình nhận thấy rằng các bạn thí sinh bước ra từ hội thi thủ lĩnh sinh viên thành phố Bắc hoàn toàn có đủ những tố chất, những năng lực và bản lĩnh có thể tham gia vào sân chơi lớn hơn, đó là hội thi thủ lĩnh sinh viên toàn quốc. Mình tin rằng bằng sự nhiệt huyết, sức trẻ và sự sáng tạo của các bạn sẽ đóng góp chung vào thành công chung của hội thi. Tại vòng chung kết xếp hạng của hội thi, 12 thí sinh đã chia làm 4 trận thi đấu. Mỗi trận thi đấu có 3 thí sinh tham gia phần thi trí tuệ thủ lĩnh với sự kết hợp giữa kiến thức và chiến lược bằng ma trận của ban tổ chức. Phần thi này có phần thi khán giả do các bạn thí sinh mời tham dự và cùng tham gia với thí sinh để ghi những điểm cộng cho thí sinh, và phần thi câu hỏi thử thách thể hiện chiến thuật của các thí sinh. Bên cạnh đó, các thủ lĩnh đã dự thi phần thi tài năng thủ lĩnh với hình thức thực hiện video clip thể hiện tài năng, năng khiếu được ban giám khảo đánh giá và bình chọn trên các nền tảng mạng xã hội. Kết thúc hai phần thi này, 6 cái tên xuất sắc nhất sẽ tiếp tục tranh tài tại hai phần thi thủ lĩnh nhạy bén và bản lĩnh thủ lĩnh để chạm đến danh hiệu quán quân thủ lĩnh sinh viên thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 6 năm 2022 và có cơ hội đại diện cho cán bộ hội sinh viên thành phố tham gia hội thi thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ 4 năm 2022.